Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iRub bốc thăm may mắn các bạn. Thì tổng giải thưởng của chương trình iRub này là có 20.000 USDT bull nè. Thì mình nhận tập cần, nếu bạn nào may mắn thì nhận được tập cần INUF nè. Chứ tổng giải thưởng iRub là, nếu bạn may mắn thì bạn nhận từ 100 đô đến 10.000 đô các bạn cho iRub này nè. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Những dự án thế này thì chúng cái là khá là đậm các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Rồi các bạn theo dõi các bạn. Tiếp tục các bạn follow và retweet cho Binbot Arab nè. Rồi bạn chỉ chặn cho Twitter nữa các bạn. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn đáp lên nè. Tiếp tục các bạn join vào kênh group nè. Rồi các bạn xôn xào các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Tiếp tục thì các bạn xôn xào Reddit nè. Trên Reddit các bạn bấm xôn tham gia cộng đồng của nó nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn upload Reddit post nè. Rồi trên đây thì các bạn để lên cái bình luận nha các bạn. Thôi các bạn chạy xuống các bạn. Các bạn dán gì đi. Thêm bình luận nữa các bạn. Rồi. Tiếp tục thì các bạn bot. Nhấp vào một bot này các bạn. Các bạn khỏi cũng được các bạn. Thôi các bạn. Rồi. Các bạn thích like cho nó cái luôn các bạn. Chậm like là đi lên các bạn. Còn một không thích là đi xuống. Các bạn like nó cái luôn các bạn. Rồi. Các bạn bắt đắp được cái link phong hôm nay nè. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username Twitter của tất cả các bạn đã follow iRub nè. Tiếp tục thì bạn gỡ một link retweet Twitter nè. Bạn nhấp vào bài bên cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn bài chia sẻ bài này nè các bạn. Sao chép liên kết nè các bạn. Phải bài này không ta. Inu F contract checking form. Phải à. Rồi các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Tiếp tục còn điền vào username Telegram của tất cả các bạn nè. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ EC20 trên giấy chocolate nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ Ethereum mình. Bạn dán vào đây nè. Tiếp tục thì các bạn điền là username Reddit các bạn. Thì các bạn nhấp vào Reddit nè. Cảm ơn các bạn. Nhìn sao nó qua tờ tờ luôn ta. Thôi các bạn đợi mình chờ mình lấy username Reddit mình các bạn. Các bạn nhấp vào ba cho cộng mình. Ba cho anh cùng nè. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Rồi các bạn copy username của mình nha các bạn. Username mình ở chỗ này nè các bạn. Các bạn copy hay không? Bạn sao chép hết luôn nha tất cả các bạn. Kể cả chữ U luôn nè. Rồi. Các bạn chạy lên phong nè. Các bạn dán cái đây nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục cái mã ghép này thì các bạn điền giúp mình @ anh 3 số 1, 3 số 2 các bạn. Mỗi một lượt giới thiệu các bạn sẽ nhận được thêm một tít để có cơ hội bốc thăm cao hơn nha tất cả các bạn. Các bạn chỉ bấm gỡ là xong nha tất cả các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp. Ăn chia tổng giải thưởng 20.000 đô đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn gặp những video clip tiếp theo từ mình nhé.